mua một mớ tôm, em cắt cái đầu rồi. Bây giờ em sẽ làm cho cả nhà xem nè. Mình lột vỏ tôm để mình kho tàu với mình xào á, đừng có cho nó đứt cái đầu á cả nhà. Con tôm cái đầu còn nguyên ha. À, bây giờ em sẽ làm cho cả nhà xem ha. Đây. Con tôm này á, nếu mà mình không muốn cho nó đứt cái đầu á cả nhà là mình cắt cắt cái chân đây nè cả nhà. Đó. Đó. Rồi cái mình lột. Đó, mình cắt ra ngay trắng đây nè cả nhà. Nếu mà còn dính thì mình lấy cái kéo mình cắt ha. Đây con tôm còn nguyên. Đó cả nhà giờ thấy không? Con tôm còn nguyên đó cả nhà. Giờ mình làm tiếp tục đó cả nhà. Đó. Em mua cái này giờ có bữa nay có 600 gram mà em làm hai món ha. Em lột sẵn vậy đó để cho cả nhà biết cái đậu nó còn để làm cho nó thấy nó hơi khô nó sạch đó cả nhà. Để thôi mình làm ở nước á, cả nhà sẽ không thấy con tôm. Trời ơi, con tôm nhiều nó ngon quá. Thịt không. Không để sát sát con tay này là không cho cả nhà xem á. Cho cả nhà xem mình có hai cắt cái lượng đó. Nè, nếu mà nó còn dính trong đấy cái kéo cả nhà nó rất là dễ luôn á. Quá trời thịt này. Con tôm này ngon quá trời. Tôm này lột vậy nó cũng dễ đó cả nhà. Tôm này lúc này cái mùa này nó rẻ nè nên mình ăn hết cái nhà cho nó ngon. Trời con tôm nó bự. Quá trời ngon. Tôm này tôm lột. Cái thịt nó mềm. Tôm lột nó mềm nó ngẫu nhé, nó mềm bột mềm mềm vậy nè. Còn con này con nhỏ 600 gram được 12 con. Trời. Đó, cái nhà giờ thấy ngon hết cái nhà, em lột rồi xong nè. Bây giờ mình nấu với thành phần để mà nấu với tôm này hết cái nhà. Là mình có ớt chuông, hành lá và rau cần. Rau cần tàu hết cái nhà, cái này cái lá em đặt sẵn vậy nè. Còn đây là đầu hành và đầu rau cần. Ở đây còn ghế để em bỏ mặt. Còn hai cái trứng này một chút nữa là mình làm kho tàu hết cái nhà. Còn đây là tỏi. Bây giờ bắt đầu mình làm hết cái nhà. Em xào em bỏ dầu hơi nhiều ha. Bữa nay ở sớm có cao kê rồi. Không biết đây nha, mình làm xong rồi mình có hơi quay được không đây, quay ăn á. Ủa, cái nhà giờ thấy con tôm nó ngon nè. Rồi mình xào táo con, còn táo con nó để mình giang. Có bột ngọt. Đường. Muối. Tiêu. Ngon quá cả nhà ơi, coi nè. Cái này mình nhờ mình có mấy con rồi nên mình chở chở lên cho thấy nó ngon hết cái nhà, sợ nó bị cái đầu á.
có mình nên ăn á, nó hơi buồn nhưng mà nó làm nó gọn cái nha. Có chuông. Quá hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Giờ em đi lấy cái dĩa để em mình chuẩn bị để mình tắt bếp đó cả nhà. Giờ mình chuẩn bị cái dĩa để đây cả nhà ơi. Giờ em tắt bếp. Đó, bỏ cái này vô cái mình sơn cái mình tắt bếp. Hấp dẫn ghê luôn cả nhà. Có tái cái hầm găm té tôm mà mình làm được ra hai món tôm quá. Quá trời hấp dẫn ghê luôn á. Thế là mình không có xào mình nước á, hay cái nhà mà còn ra nước thôi, gia vị đó ngon quá. Thôi mình chế lên. Rồi. Chỉ có 6 con tôm thôi mà lại được một cái dĩa đồ xào á cái nhà. Xào cái con nhãn tôm này ngon quá. Quá ngon. Bỏ một miếng tiêu. Một miếng ngò gí trang trí lên cho đẹp. Rồi dĩa tôm của em đã xong, bây giờ mình đi qua mình tôm kho tàu hết cả nhà. Kho tàu tôm dĩa này thì mình để qua đây nha cả nhà, hồi để đây cho đẹp. Mấy cái món này mau chín lắm nên mình làm một miếng thôi. Mình kho cái này á, kho tàu này mình không có cần mà để cái nước màu. Đó, giờ tẩu nó vàng rồi, giờ mình bỏ tôm vô. Con tôm lợp. Con tôm lợp cái màu nó đỏ thôi. Con trợ sức cái động nên làm từ từ con nha, cả nhà thông cảm cho em nha. Quá trời ngon, có sáu con tôm mà nó làm được cho tôm kho tàu ngon. Bỏ bột ngọt. Bỏ đường. Cái này em kho dưới nước mắm nha cái nhà, em không có kho muối. Đó chưa? Nhà có 12 con, 600 gram. Thơm quá, thơm quá. Quá ngon, quá ngon. Giờ bỏ hành. Giờ anh đập cái trứng, trứng vịt. Cái này của người ta
là tôm kho tàu nó không có bỏ hộp dịch, còn em bỏ hộp dịch như cái nhà của quê em thì gọi tôm kho tàu nha, còn ở quê hay là ở đâu của cái nhà gam á, gam tôm kho tàu sao thì em không biết hết, cái nhà em chỉ là nghe như là mẹ hồi đó là nói cái món này vậy nè, tôm kho tàu thì em nói theo của mẹ ở quê thôi nha, còn ở nhà hay là ở đâu bất cứ làm cái món tôm kho tàu sao á thì comment cho em nha, để em biết nha, tại vì cái món này là ở quê là gọi là tôm kho tàu, hấp dẫn lên hết cả nhà. Có cái trứng vô nữa cái mình thấy nó ngon quá hết cả nhà. Quá dễ luôn. Giờ nó chín hết cả nhà, bây giờ mình múc ra dĩa đang mình chuẩn bị ăn cơm hết cả nhà. Mà bữa nay ở bên em hát cao kê quá trời cả nhà ơi, chắc em ăn không được rồi, chắc em hẹn cả nhà lần sau quá, tại vì cái món này á em muốn ăn cho cả nhà xem, mà bây giờ người ta hát nhạc quá trời, ta đang ca đó cả nhà. Quá ngon. Giờ mình múc ra dĩa. Ở quê em thì gọi cái món này là tôm kho tàu nha cả nhà. Còn cái nhà làm món tôm kho tàu sao thì comment cho em biết nha. Một người nó có một cái một món ăn nhưng mà cái một người thì kêu khác nhau nha. Tắt cao kê rồi cái ca hết bài rồi nó khỏe gì đâu á, nhưng mà người ta cắt ta ca đây bài mới nữa. Còn ghê vậy đó, bữa nay có tôm kho tàu ngon mà lại bị cao kê chạy. Cả nhà thấy không? Em muốn làm cho cả nhà xem. Ăn cho cả nhà xem. Cái này là em không có bỏ tiêu cả nhà. Chỉ bỏ miếng ngò gí thôi. Rồi, hai món tôm kho tàu và món xào của em đã xong rồi nè cả nhà. Ồ, cả nhà thấy ngon chưa? Cả nhà thông cảm cho em nha. Em muốn quay cái bài ăn tôm kho tàu và xào đó mà giờ ở xóm cao kê em sợ đăng lên sẽ bị bản quyền đó cả nhà, nên cả nhà thông cảm cho em nha. Nếu cả nhà thương Nhung Võ Vlog á, cả nhà nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Võ Vlog một like nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video tiếp theo, cả nhà cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn video tiếp theo cả nhà ơi.